Mục 6. Quản lý bụi, khí thải và các chất ô nhiễm khác. Điều 88. Quản lý và kiểm soát bụi, khí thải. Một tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát tán bụi, khí thải phải kiểm soát và xử lý bụi, khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Bụi có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. 2. Phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị, công trình xây dựng phát tán bụi, khí thải phải có bộ phận lọc, giảm thiểu khí thải, thiết bị che chắn hoặc biện pháp khác để giảm thiểu bụi bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 3. Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan hướng dẫn thực hiện hoạt động phòng ngừa, kiểm tra, giám sát xử lý các nguồn bụi, khí thải gây ô nhiễm không khí. Điều 89. Quản lý và kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu một tổ chức cá nhân gây tiếng ồn độ rung ánh sáng bức xạ phải kiểm soát xử lý bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường và bức xạ hai tổ chức cá nhân trong khu dân cư gây tiếng ồn độ rung ánh sáng bức xạ mùi khó chịu phải thực hiện biện pháp giảm thiểu không làm tác động xấu đến cộng đồng dân cư ba tổ chức cá nhân quản lý tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao gây tiếng ồn độ rung ánh sáng bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 4. Cấm sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo nổ. Việc sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo hoa thực hiện theo quy định của chính phủ.